Thiên Thanh Bạch nói là đường ngay thẳng có thần độ mà sao mọi người sợ chết thế? Chết về trời sớm vui mà. Ê, con nói sai con, đâu phải ai chết cũng về trời đâu. Không phải ai cũng về trời đâu con, 10 người chưa chắc được về 3 người á. Chư Nguyễn hỏi, nơi mua vàng còn có lời lên giá nữa không chú? Nếu nhiều tiền quá nên mua, còn hôm mốt thành giấy cũng như không. Giờ giấy vàng cái nào xài được? Thiên Tâm Thanh Bạch nói, con tưởng địa ngục đóng cửa rồi à. Đúng, địa ngục đóng cửa. Bây giờ vô sở thú. Nhưng mà trước khi vô sở thú thì cũng phải có một cái phòng cũng giống như phòng thẩm vấn vậy đó. Bị hạch tội rồi đã rồi, rồi mới cho vô sở thú. Địa ngục là đóng rồi. Huệ Hiền nói, nếu Putin thua thì sao Trung Quốc dám tấn công Biển Đông vậy chú? Thiên cơ mà con. Lúc đó bỏ cho nó có máu hăng lên là tấn công liền. Khi tấn công thì lúc đó đó thế giới mới có mới mới có cớ. Như Việt Nam mình cũng vậy. Nếu không á sau này đâu có sáp nhập được với Miên, bữa nay nó phản mình rồi đó, nuôi ông Tay Áo. Thiền Minh Tâm Trúc nói, chú ơi, nếu Campuchia đánh Việt Nam thì người Việt sinh sống ở Campuchia nên chuẩn bị gì? Chuẩn bị chạy về nước mình đi chứ, bởi nó cắt giùm mình trước đó. Người Miên nó ngộ, nó mình thí dụ mình tốt nó có nào nữa, đến lúc mà nó phản mình nó cũng phản. Chưa con ở thành phố Hồ Chí Minh chạy đâu trốn, ở đó chịu trận chứ biết sao vậy. Để chuyện Phật Thích Ca đi chú, bữa nào chú kể chuyện ông Osaka, thời Phật có ông vua Osaka, đó là tiền kiếp của chú thời xưa. Chú có nhiều tiền kiếp lắm nhưng mà nhiều quá kể không có hết. Ở nước Việt cũng có làm vua mấy lần, bên Tàu, bên Mông Cổ, đủ hết, đóng phim mà. Ai đến lúc nào cần đóng phim gì mình đóng phim đó. Ai đổi hình đi.